giới thiệu với lại các bạn về các quy trình làm giá. Thì trước khi vào thực hiện các cái bước về làm giá thì tôi có chuẩn bị sẵn tất cả các cái nguyên liệu. Cái thứ nhất là một tô giá tôi đã ngâm sẵn. Cái thứ hai là một cái rổ. Và cái thứ ba là một cái son và một cái chai nước. Và cái thứ tư là tôi đã chuẩn bị sẵn là hai cái khăn, một cái khăn mỏng để ủ và một cái khăn là để nén. Cái trước nhất thì tôi muốn nói rõ cái quy trình bước 1 như thế này. Cái đậu xanh mà tôi đã ngâm ở đây nè là tôi đã rửa sạch và đã ngâm trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Thì tô đậu xanh này thì các bạn rửa sạch, nếu mà cẩn thận hơn thì có thể là chúng ta rửa qua 2-3 lần nước và sau đó là chúng ta phải ngâm trong vòng 8 tiếng. Và khi mà các bạn đã ngâm rồi thì các bạn thấy rồi đó, thì nó dần dần nó cũng nở ra để mà chúng ta ủ. Và tôi xin giới thiệu tiếp cái bước 1 như thế này. Chúng ta phải lấy một cái tô đậu xanh, chúng ta đổ vào trong một cái rổ của giá. Đó, đây. Khi chúng ta cho nó rã nước và nước vào và sau đó chúng ta rửa sạch. Và các bạn hãy để cho nó ráo nước một chút. Sau đó tôi sẽ lấy tiếp cái khăn tôi chuẩn bị sẵn và để cái rổ lên. Đó thì chúng ta phải để cái khăn chải lên như thế này. Sau đó thì các bạn lấy cái đậu xanh các bạn đổ vào trong cái khăn mà các bạn phải rải. Các bạn rải xung quanh nha. Các bạn nhớ là các bạn phải rải xung quanh cho nó đều, cho nó rải ra từng hột để nó dễ mọc. Các bạn gãi xung quanh bên các cái mép, chỗ nào còn trống thì các bạn gãi ra đó cho nó đều nha. Sau đó là các bạn gấp lại. Cái chai nước này nè là tôi đã chuẩn bị sẵn và trước khi tôi tưới lên cái chai này thì tôi đã đục khoét những cái lỗ ở trong cái chai này và sau đó tôi sẽ tưới lên. Nó sẽ rất là tiện lợi cho chúng ta. Các bạn tưới như thế này, các bạn nhớ rải đều nha. Tưới là phải tưới đều quanh cho nó ướt hết cái khăn. Các bạn thấy không? Thấy tôi tưới nước nó đều quanh xung quanh cho nó nước. Khi các bạn tưới thì các bạn dỡ cái rổ lên, các bạn thấy nước chảy xuống. Nếu mà thấy nước động lại thì các bạn đổ đi, còn không thấy nước thì thôi thì các bạn lấy cái khăn các bạn ủ lên lại. Thì bây giờ tôi tưới lại một lần nữa. Rồi sau đó tôi mới lấy một cái khăn thứ hai tôi ủ lên. Tôi đè lên. Cái khăn này tôi đã gấp sẵn rồi nè. Đó, và chúng ta đè lên. Chúng ta chải cho nó nhẹ nhàng rồi. Sau đó là chúng ta đậy nắp lại. Và chúng ta nên nhớ là khi mà chúng ta đã tưới xong và thì các bạn phải nhớ là để trong cái chỗ mà thoáng mát tránh gió. Trong cái chỗ tối thì tôi để ở trong cái chỗ tối của tưới giá như thế nào nhé. Mà đi này các bạn để lên đây.
sau đó cái chai nước tôi đã các bạn nhớ là chứa xung quanh nhé. Và giờ mình cũng lưu ý nói với lại các bạn như thế này là khi mà các bạn tưới, các bạn nhớ là một ngày các bạn tưới 2 lần, khoảng thời gian là từ 3. Bạn hãy coi này, mình xin phép được dỡ ra coi nhé, nó như thế nào rồi. Ồ, đó bắt đầu nó đã nhú ra rồi các bạn ơi. Thôi mình gấp vô lại. Này thì kết quả như sinh ra như thế nào, giá mọc lên rất là đẹp đúng không các bạn? Các bạn coi nè, nó mọc lên rất là cao mà nó rất là chắc nữa, béo và rất là to. Các bạn nhìn cái cọng giá nè đó. Đó, sau 3 ngày thì các bạn thấy giá này có thể là mọc ra rất là nhiều và rất là đầy đó. Bây giờ các bạn có thể lấy ra để các bạn chế biến các cái loại món ăn, ví dụ như mực xào chua ngọt hoặc là mực xào sò, vân vân.